Xin chào bà con, hôm nay là có dịp là phơi cái ngải bướm nên hôm nay cũng làm video cho bà con xem bà con ha. Mùa này là cũng là mùa giấc trưa trời trời đang nắng thì cái ngải bướm này nó mọc ở hoang ở trên đỉnh núi là mình đem xuống đồng bằng là không thể trồng được hả bà con ha. Thường là nó mọc hoang mọc dại ở trên dãy núi để cho tôi dùng cái lá cho bà con xem đây, đây. Lá rất là giống với cái cánh bướm này bà con đấy, bà con thấy rõ về cái lá chưa đấy. Đấy như vậy thì nó được mang tên là cái ngải bướm đâu bà con, tại vì lá nó rất là giống với cái cánh bướm nên người ta kêu là cái ngải bướm bà con ha.